Xin chào quý thầy và tất cả các bạn. Em là Thầy Vũ, em năm nay lớp 5 và em học tại trường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hoàng Hoa ở tỉnh Hoàng Hoa Thám ạ. Em xin trân trọng thuyết trình bài của em. Trong cái dự án của em này, em có rất nhiều nhân vật ạ. Và trong đó em có thích nhất là nhân vật sáng tạo của em là nhân vật không nền Stark này ạ. Tôi thấy là ở trong này nó không có nhiều lệnh lắm, nhưng mà em xin giới thiệu là trong này có lá cờ. Em lập trình là khi mà bấm lá cờ màu xanh là nó sẽ lên tầng lớp thứ nhất và nó sẽ hiện và nó sẽ chơi một cái bảng nhạc và nó phải về vị trí không x0 với y0 ạ. À, khi em nhấn nút bắt đầu này thì trò chơi nó sẽ start, nó bắt đầu ạ. Và khi mà thua thì nó sẽ kết thúc với cái hình đề game over ạ. Em xin thầy và các bạn đóng góp ý kiến cho em ạ. Ừ. Thế hỏi Thanh Vũ đó là cái tên cái dự án này con đặt tên là dự án gì? Tôi thầy bảo vệ đảo ạ. em À bảo có vệ. em À bảo vệ có đảo. À rồi. Bởi vì bạn em trong phần thuyết trình chưa thấy con giới thiệu cái tên của nó. Thanh Vũ bật cam lên giúp thầy đã. Thầy hiện tại thầy chưa nhìn thấy hình ảnh của Thanh Vũ. đây ạ. Đó. Cái mục Em đích hay cái lý do nào, cái lý do nào đã khiến con tạo ra cái dự án này? dạ thưa thầy, là để cho mục đích giải trí ạ. À, giải trí và vận dụng các kiến thức đã học vào để xây dựng một cái dự án. À, một cái dự án nếu mà theo cái ý nghĩa như thế này thì thầy ông nghĩ là nó rất là tốt đấy, đúng không? À, chúng ta là những cái công dân của Việt Nam cho nên là chúng ta quyết đứng dậy để bảo vệ Tổ quốc khi có giặc ngoại xâm, đúng không? Xâm chiếm đất nước thì chúng ta sẽ đứng dậy để bảo vệ Tổ quốc. Một ý tưởng rất là hay đến từ bạn Thành Vũ. Thầy hỏi con một chút, đó là thầy giáo thấy là con có khá là nhiều các cái nhân vật rất là đẹp mắt đó, thì con có thể chia sẻ xem là một số cái hình ảnh cái nhân vật này là con đã lấy từ đâu? Đó, con bấm vào cái nút là Đây xem vào bên là trong ấy. không Con bấm vào nút xem vào bên trong ấy. Con bấm cái từ see inside ấy, để nó truy cập vào phía bên trong. Đó. Ừ, đó. Cái nhân vật tàu địch này là con tự thiết kế à? thưa thầy, là nhân vật tổ định này là em thiết kế ạ. À, con Trong đó tự vẽ. em có một cái thân này với là súng này, một cái buồng lái với cả hai cái ngư lôi ạ. Ừ, trông rất là đẹp, đúng không? Rất là cầu kỳ. Và bạn Thanh Vũ tự vẽ phần nội dung này. Ừ, thầy rất là mong muốn đó là con có thể chơi thử một lần được không? Vừa nãy chơi mình vào cái như là nó bị chết luôn thì phải, mất mạng luôn. Mình chơi thử để em bắn ơi thử em xem. nhớ em nhớ cho hơi nhiều tàu quá, À thế thì con bỏ bớt đi, mình có thể bỏ bớt em đi, nhớ để lại bảo một cái thôi cũng được. Ừ, con có thể để lại một cái cũng được. Đó, bỏ bớt tàu đi chẳng hạn. ba Để nó hơi dày. tàu là được rồi thầy ạ. À, ba tàu là đủ. Con có thể phóng to và chơi lại một lần nữa. Các bạn rất là mong muốn đang nhìn thấy cái dự án của con lần nữa. Dạ. Này của con lập trình có âm thanh không? Con cái khi con bắn này nó có phát ra cái âm thanh không? Dạ có ạ. À, con bấm nút xe sao đi. Khi chia sẻ con chọn nút xe sao đi. Các bạn nghe được phần âm thanh thì nó sẽ được hay hơn. Ở Dạ trên màn nó hình khi khi con bấm vào nút chia sẻ màn hình ấy thì nó sẽ có cái từ xe sao, con tích một cái ô vuông ấy, hoặc con bấm vào cái dấu ba chấm ở trên cái thanh công cụ của Zoom ấy. Đó, thầy nghĩ là có âm thanh thì nó sẽ hay hơn. Đó. Và chơi lại thử để các bạn có thể nghe được cái phần âm thanh đó thì tốt hơn. Con phóng to hẳn nó lên. cái phần xe sao ở đâu á, em chưa thấy ạ. Khi con bấm vào cái nút xe màn hình nó hiện lên một cái bảng, con phải nhìn sang phía bên tay phải ấy, nó có cái từ là xe sao, con tích một cái ô vuông ấy. Hoặc là khi bây giờ con bấm vào cái công cụ của Zoom ấy, Làm được chưa? bây giờ ở trên cái công cụ của Zoom của con ấy nó sẽ có cái dấu ba chấm, con tích vào đấy và con tự trừ xe sao. Cho thầy hỏi một chút là trong quá trình phát triển cái dự án này thì Thanh Vũ có gặp khó khăn gì không?
Thưa thầy, là em đáng lẽ là em có một cái nốt nguôi, nhưng mà bởi vì em lập trình mãi mà nó cứ bị lỗi. Sao mà em vẫn lập trình đúng nhá, nhưng mà nó cứ bị lỗi hay sao mà nó cứ không chịu lên ấy, À rồi, cái cứ này đủ thì hai đúng là mươi điểm trong là nó không chịu lên ấy. đúng ra là trong quá trình mà con làm gặp sự cố như vậy thì con nên báo trước với thầy, bởi vì thầy cô luôn nhắn trước vào Zalo của nhóm lớp là bạn nào gặp sự cố thì cần báo trước buổi học 3 ngày để thầy cô có thể kiểm tra và hỗ trợ cho các bạn kịp thời, để chúng ta có thể thuyết trình được, nó sẽ hoàn thiện được hơn, đúng không? Rồi, nếu như có thêm thời gian thì Thanh Vũ có muốn phát triển thêm cái tính năng nào đó cho dự án của mình không? Dạ chưa, thầy là không ạ. Rồi, cảm ơn Thanh Vũ về phần thuyết trình, có cái để phần share màn hình ở đó nha. Do vừa đến với bài thuyết trình của bạn Thanh Vũ, sau đây thì thầy mời các bạn chúng ta chia sẻ về dự án của bạn. Thầy mời Đỗ Bảo nào. Ở con cứ mở phần dự án lên để các bạn có thể nhận xét. Con phóng to, bắt đầu chạy chương trình thì bấm vào lá cờ màu xanh để cho nó hiện cái giao diện của nó lên. Đó, phóng to lên, bấm vào cái lá cờ màu xanh. Rồi, rồi để nguyên vậy để các bạn có thể quan sát rõ hơn. Thầy mời Đỗ Bảo chia sẻ. Đó, bây giờ mới có âm thanh này. Con Đây con bấm. thấy là tàu hơi nhanh quá. À, tàu nó di chuyển hơi nhanh quá. Ừ, con thấy phần dự án này của bạn có đẹp Có. không? Ừ, cảm ơn ý kiến của Đỗ Bảo. Rồi, thầy mời bạn Mạnh Sơn. Thầy mời Mạnh Sơn chia sẻ về dự án của bạn nào. Thanh Vũ nào. Mạnh Sơn ơi, thầy mời Mạnh Sơn. Thầy chưa nhìn thấy Mạnh Sơn đâu. Thầy mời Chi nào. Thầy mời Chi chia sẻ về dự án của bạn nào. Dạ thưa thầy, dự án của bạn thì đậm chất tình yêu nước, không vào À, quyết bảo vệ đất nước. rất là thích cái phần này đúng không? Đó, một thanh niên rất là yêu nước. Rồi, cảm ơn ý kiến của Diệp Chi. Rồi, thầy giáo thấy con có phần âm thanh ở đây, con có thể chơi lại một lần để các bạn có thể nghe rõ phần âm thanh hơn. Nghe nó có vẻ rất là sống động, thầy nghe như kiểu có cả tiếng sóng biển ấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? À, có cả phần sóng biển và tiếng súng nổ đấy, nghe âm thanh nó rất là chân thực. Rồi các bấm lá cờ màu xanh để hiện lên cái giao diện ban đầu đi. Rồi để nguyên phần giấy nha. Rồi chúng ta vừa đến với phần thuyết trình của bạn là Thanh Vũ, thì thầy có chia sẻ như sau. À, thứ nhất là về các bước thuyết trình thì theo thấy là các bước thuyết trình ở đây thì hôm nay Thanh Vũ đang bị bỏ sót mất một số bước. Tuy nhiên thì thầy đã hỏi và con cũng đã bổ sung được rồi. À, về cái kỹ năng thuyết trình thì theo thấy là Thanh Vũ đã khá là tự tin, mạnh dạn chia sẻ về phần dự án. Đánh giá thứ hai đó là về cái phần dự án của con. Thì tên dự án ở đây con làm cái dự án có tên đó là bảo vệ đảo. À, cái lý do tạo ra dự án này đó là sau khi học cái khóa học của Học viện Việt STEM thì Thanh Vũ đã tạo ra được một cái dự án với cái chủ đề khá là hay. Đó, như Diệp Chi vừa nói đó là cái chủ đề rất là tốt. Đó là chúng ta đứng lên bảo vệ Tổ quốc khi có giặc xâm lăng, đúng không? Thì thầy khen con vì ý tưởng nhé. Thứ hai đó là về cái đồ họa. À, thầy rất là thích và ấn tượng với cái phần đồ họa của bạn Thanh Vũ ở đây. Các bạn thấy không? Bạn ấy thiết kế rất là tỉ mỉ, từ cái phông nền, chọn cái phông nền rất là đẹp. Thiết kế hai người lính đứng gác ở hai bên, có lá cờ, Tổ quốc có từ quyết thắng, đúng không? Và có hẳn một cái câu đó là bảo vệ đảo, quyết tâm bảo vệ nước nhà, xung phong, xung phong. Đó, một cái khẩu hiệu khá là hay, đúng không? Đó, rất là tốt. Về cái phần đồ họa thì thấy là con làm rất là tốt. Phối màu, chọn các cái nhân vật và thiết kế nhân vật đẹp. Kể cả cái thuyền của bạn ấy, cái thuyền địch ấy, bạn ấy vẽ rất là đẹp mắt. Thầy rất là ấn tượng về cái phần đồ họa trong cái bài này của bạn Thanh Vũ. Thứ hai, về trải nghiệm sử dụng sản phẩm và cái phần kỹ thuật lập trình. Thì theo thấy là ở đây con đã lập trình tốt cái phần dự án của mình. Và rất là ấn tượng ở đây là có cả thêm cái phần âm thanh. Đó, khi con chia sẻ được cái phần âm thanh ấy, nó có cái phần âm thanh của tiếng sóng biển, đúng không? Và có cả cái âm thanh tiếng nổ khi mình bắn những cái tàu địch đó. Thì rất là tốt. Và đây con đã lập trình tốt được các cái chức năng. Về sự sáng tạo thì theo thấy là có khá nhiều sự sáng tạo. À, sáng tạo ở đây là sáng tạo về phần nhân vật này, về kịch bản này, về phần phông nền. Đó, ở đây sáng tạo được về các cái hình ảnh như thầy nói ban đầu là rất là đẹp. Đó, bắn ra được những cái tàu, bắn được những cái tàu địch đó rất là tốt. Đó, chỉ có một cái điều thầy hơi tiếc một chút. Hơi tiếc một chút đó là ở đây là con đang thiết kế nó hơi hơi nhiều gì nhỉ? Hơi nhiều cái tàu địch. Mà cái tốc độ di chuyển của cái tàu địch với lại cái khoảng cách tới của cái đảo của chúng ta, con đang để cái đảo con có thu nhỏ cái dự án là thầy chỉ đâu, con thu nhỏ cái dự án là thầy chỉ đâu đó. Con bấm chạy thử xem,
cái đảo của con nó đang để hơi xa so với ngoài đất liền. Giá như mà con để cái đảo đấy nó dịch vào phía bên trong một chút, đây này, đó, cái đảo này được con để nó dịch vào phía bên trong giáp hơn một chút ở đây này, đó, một cây chẳng hạn, thì cái khoảng cách di chuyển của nó, thì cái khoảng cách di chuyển của cái thuyền này tới cái đảo nó sẽ xa và chúng ta sẽ chơi được lâu hơn và nó sẽ đỡ gì nhỉ, đỡ khó. Hoặc là con có thể thay đổi cái kích thước của cái đảo đó cho nó bé gì nhỉ, bé lại hơn một chút. Đó, có nhiều cách nhé. Một là giảm tốc độ của cái thuyền đi, hai là đặt đảo dịch về phía bên trong đất liền. Đó, được chưa? Thế Đó, có em rất là thấy nhiều cách. chơi nằm khó trầm vui ạ. Đấy, nhưng mà nó khó quá cho nên là lần đầu tiên con có quá nhiều thuyền, con bấm chạy một cái mà mình chưa kịp chơi mà mình đã bị thua rồi, đúng không? Đó, thì theo thấy là mình nên điều chỉnh lại một chút, như vậy thì cái dự án của con sẽ được hay hơn nữa. Rồi, đánh giá chung về cái dự án của bạn Thanh Vũ thì phần thuyết trình thầy nghĩ là con sẽ cần phải xem lại các bước thuyết trình để có thể chia sẻ được đầy đủ các bước hơn về kỹ năng thuyết trình, thì theo khen con về phần kỹ năng thuyết trình. Đánh giá về dự án thì theo thấy đây là một cái dự án rất là ấn tượng, thực sự thầy rất là ấn tượng từ ý nghĩa cho đến phần đồ họa và về phần lập trình, thầy rất là ấn tượng với lại cái dự án này của con. Rồi, thầy khen Thanh Vũ về một cái dự án rất là tốt trong cái phần thuyết trình này nha. Rồi, hy vọng rằng ở những cái buổi học tiếp theo cùng với thầy và các bạn thì Thanh Vũ có thể vận dụng các cái kiến thức đã học được của mình để có thể tạo ra được những dự án hay và ý nghĩa chia sẻ với thầy cô và các bạn. Rồi, thì khen bạn Thanh Vũ nha.